Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị giật miếng ăn khỏi miệng con hộ đói. Ngày 29 tháng 12, AFA tiếng Việt đăng bài bình luận của nhà báo blogger Nguyễn Nhân với tựa đề Vỉa hè là của ông nội tao. Tác giả nhắc đến cuộc đập phá chướng ngại vật lấn chiếm lòng lề đường nổi tiếng của ông Đoàn Ngọc Hải, nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận 1 cách đây mấy năm tạo ra hai luồng dư luận trái ngược, nhưng luồng nào cũng có lý và mãnh liệt. Luồng phản đối ông Hải viện lý do, Việt Nam nóng nực và bụi bẩn, dân Việt Nam 10 người, hết 11 người đi xe máy, rất ít người đi bộ, nên không cần dành riêng lệ đường quá lớn cho họ. Và đây là hình chiến dịch dẹp vỉa hè của ông Đoàn Ngọc Hải năm 2017 đã thất bại luôn ủng hộ ông Hải vỗ tay cho việc chấn chỉnh sự tùy tiện, bát nháo và coi thường pháp luật của vô số tổ chức, đơn vị có số có má. Thậm chí, phương diện quốc gia trả lại lề đường thông thoáng và an toàn. Ông Hải từng tuyên bố, không dẹp được lề đường thì tôi cởi áo về vườn. Thế nhưng, chẳng bao lâu ông Hải buộc phải cởi áo về vườn trong cây đắng. Tác giả phân tích, nguyên nhân bề nổi của sự thất bại trong chiến dịch của ông Hải lẫn tất cả các chiến dịch tương tự trước đó là do những người thực hiện đã tách biệt hai chức năng chính của vỉa hè đô thị Việt Nam. Bởi ngoài lưu thông, vỉa hè Việt Nam có chức năng kinh tế mạnh mẽ. Nhưng nguyên nhân sâu xa và gốc rễ nhất, theo tác giả, là ý chí trả lại lề đường cho người đi bộ đã cắt phân túi tiền của nhiều người trong đó có những người có quyền, có tầm ảnh hưởng, có tiền to hơn ông Hải. Tác giả bình luận thêm, mặt tiền của mặt tiền đẻ ra tiền mặt cho những người có máu mặt và có tiền. Cái vòng lẫn quẩn ngon lành ấy, rút dao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh. Và đây là hình bài trên RFA. Tác giả cho biết thêm, từ ngày 1 tháng Giêng năm 2024, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thu phí lòng lề đường theo một nghị quyết đã thông qua hồi cuối tháng 9 năm 2023. Toàn thành phố chia làm 5 khu vực tùy theo mức độ đô thị hóa ứng với các mức giá phí khác nhau. Các tuyến đường được cho phép kinh doanh, tổ chức hoạt động văn hóa, giữ xe, vân vân trên lòng lề đường phải còn ít nhất mét rưỡi lề đường cho người đi bộ. Nếu là lòng đường thì phần còn lại phải còn ít nhất hai làn xe hơi cho một chiều lưu thông. Tiền thu được sẽ nộp vào ngân sách thành phố để sử dụng cho chính hoạt động thu phí và quản lý, bảo trì, khai thác lòng lề đường. Theo đề án này, tác giả lấy ví dụ, ông Bảy bán cá trên lề đường ở một khu chợ tự phát gần đường Nguyễn Thị Thập, quận 7, hiện phải trả tiền thuê mặt bằng này với giá 6 triệu đồng một tháng sang năm mới năm 2024, ông Bảy sẽ phải chi nộp từ 20.000 đồng đến 30.000 đồng cho mỗi mét vuông vỉa hè. Ông sử dụng thấp hơn giá thuê hiện tại, từ 200 đến 300 lần. Như vậy, ông Bảy sẽ vui mừng cỡ nào? Nhưng người chủ nhà bấy lâu nay cho ông Bảy thuê mảnh vỉa hè trước mặt nhà, vì ấy cũng sẽ đau, tức đến cỡ nào? Và đây là hình đề án thu phí vỉa hè tại thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu áp dụng từ ngày 1 tháng Giêng năm 2024. Tác giả đoán ông Bảy vẫn sẽ phải nộp tiền thuê vỉa hè như cũ cho chủ nhà mặt tiền, nhưng giờ lại cộng thêm khoản lệ phí nộp ngân sách nhà nước. Ông Bảy sẽ mất nhiều tiền hơn và phải chạy nhiều cửa hơn cho cái mặt bằng ấy. Tác giả đề cập đến lá đơn từ chức của ông Đoàn Ngọc Hải năm 2018, trong đó nói thẳng, quá trình xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường đã đụng chạm đến lợi ích to lớn, hàng ngàn tỷ của các chủ bãi giữ xe, nhà hàng, khách sạn, các hộ kinh doanh mặt tiền và một bộ phận không nhỏ cán bộ cộng sinh trong đó. Như vậy, tác giả cho hay, với quy định thu phí lòng lề đường mới của thành phố, các chủ nhà mặt tiền bị mất trắng khoản lợi ích lớn và đều đặn. Tác giả cho hay, mấy hôm nay, thành phố Hồ Chí Minh đang ra sức kẻ vạch lề đường để phân khu vực cho phép kinh doanh. Có vẻ rầm rộ lắm, lề đường còn có vẻ gọn ghẽ lắm. Nhưng tác giả đánh giá, rồi cũng sẽ là đầu voi đuôi chuột mà thôi. Với bản chất của chế độ này, giật cái vỉa hè ra khỏi hàm răng các quan cũng chính là giật miếng thịt trong miệng con hổ đói. Điều bất khả thi, chúng ta cứ chờ mà xem. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị giật miếng ăn khỏi miệng con hổ đói. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chiến lược đưa Thái tử đỏ lên ngồi Ngày 26 tháng 12, blog gió bớt trên AFA tiếng Việt có bài Đưa Thái tử đảng lên ngôi Tác giả cho biết một ông phó quận chuyển công tác sang tỉnh khác, cách nhau chưa đầy 50 km, bỗng trở thành sự kiện thời sự của quốc gia, quốc tế. 800 tờ báo lề đường đảng trong nước đồng loạt đưa tin, cả báo Smutnik của Nga cũng quên chuyện phi quân sự Ukraine để tường thuật bình luận. Tác giả nhận xét, chuyện khác thường ở đây do ông quan quận này không phải người thường, mà là thái tử đảng đúng nghĩa đen. Đó là sự việc ông Trương Tấn Sơn được điều chuyển về tỉnh Long An, cách trung tâm thành hồ đúng 45 km. Và đây là hình bài trên blog Gió Bất AFA. Tác giả phân tích, nếu bình quân mỗi quận có 3 phó chủ tịch, thì chỉ tại thành hồ có đến trên cả trăm, cả nước phải có đến con số ngàn. Nếu quan quận nào hoán chuyển, cũng đăng tin bài rầm rộ, thì báo chí phải tăng trang mới đủ chỗ in. Tác giả cho rằng, có ai đó đã cố ý long trọng hóa chuyện điều chuyển này bằng hai cái lễ hai ngày khác nhau. Ngày 18 tháng 12 lễ trao quyết định ở đầu đi quận Tân Bình và ngày 22 tháng 12 là lễ công bố quyết định tiếp nhận tại Long An. Đặc biệt lễ tại Long An có đủ mặt cả ban thường vụ tỉnh ủy, có quay phim tường thuật thật hoành tráng. Tác giả dẫn báo chí nhà nước cho hay tỉnh ủy Long An đã gặp riêng ông Sơn, đặt vấn đề xin ông về công tác tại tỉnh và nhận được sự đồng ý của ông Sơn. Sau đó, Ban Thường vụ tỉnh ủy Long An họp bàn thống nhất và có văn bản gửi Ban Thường vụ thành ủy thành phố Hồ Chí Minh xin cán bộ về tỉnh công tác. Đồng thời, tỉnh ủy Long An tỏ ra đặt rất nhiều kỳ vọng vào ông Sơn. Tác giả đặt câu hỏi, ông Sơn là ai? ông Sơn giỏi đến mức nào, đã làm được gì mà tỉnh ủy Long An kỳ vọng vào ông nhiều như vậy, thật khó có câu trả lời. Và đây là hình báo chí đồng loạt đưa tin về việc điều chuyển ông Trương Tấn Sơn. Trong cả rừng thông tin na ná nhau về ông Trương Tấn Sơn, chỉ có thể lọc ra một ít thông tin cụ thể như sau. Ông Trương Tấn Sơn, 39 tuổi, quê Long An, có bằng thạc sĩ kinh doanh quốc tế, kỹ sư xây dựng địa chính, cao cấp lý luận chính trị. Trước đây, ông Trương Tấn Sơn là phó tổng giám đốc tổng công ty du lịch Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn, một thành viên Sài Gòn Tourist. Đầu năm 2020, ông được điều động đến công tác tại Ủy ban nhân dân quận Tân Bình. Vào tháng 3 năm 2020, ông Sơn được bầu vào chức vụ phó chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Bình với 100% phiếu tán thành. Theo tác giả có người thạo tin cho rằng chức danh phó tổng Sài Gòn Tourist chỉ là làm cho vui. Công việc thực tế của ông là giám đốc khách sạn Majestic sang trọng nằm ở bến Bạch Đằng, vị trí đắc địa nhất Sài Gòn. Được quản lý nhà hàng khách sạn ấy, quả là chuột sa hữu nếp. Tác giả đánh giá, lần này tự dưng tỉnh Ủy Long An đặt kỳ vọng vào tài năng, trách nhiệm tinh thần đoàn kết của một ông phó chủ tịch quận vô danh chìm liễm trong hàng ngàn ông phó khác. Và long trọng tiền hô hậu ổng xin về là sự việc lạ lùng. Và đây là hình ông Trương Tấn Sơn bên phải nhận quyết định của ban thường vụ Long An. Càng lạ lùng hơn nữa, dù đã dày công xin người, Long Trọng làm lễ tiếp nhận, nhưng tỉnh ủy Long An vẫn chưa công bố sẽ giao ông Sơn trọng trách gì. Tác giả bình luận thêm, hoàn toàn không có gì lạ nếu biết rằng ông Trương Tấn Sơn là thái tử đảng đúng nghĩa. Đó là trưởng nam của nguyên chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Ông Trương Tấn Sang có quá nhiều ân tình sâu nặng, đã dành nhiều tâm lực đầu tư cho Long An. Ông đã đem về cho Long An hàng trăm cây cầu nông thôn ở các huyện biên giới, nhiều chương trình phúc lợi khác. Cũng như việc Long An vẫn như bàn thạch dù có liên quan đến nhiều đại án nhờ ảnh hưởng của Trương Tấn Sang. Vẫn theo tác giả, với từng ái quan hệ, Trương Tấn Sang là thái thượng hoàng quyền lực tuyệt đối ở Long An. Con đường bước lên ghế bí thư tỉnh ủy Long An của Trương Tấn Sơn đã trải thảm đỏ. Cơn bão báo chí lề đảng trong vụ điều chuyển Trương Tấn Sơn hoàn toàn không phải tình cờ, mà là chiến thuật bước đi trong chiến lược đưa thái tử đảng lên ngồi quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của kim vũ với bản tình chiến lược đưa thái tử đảng lên ngòi